Được voi đòi tiên. Ngày xưa ngày xưa, tại một vùng nọ có một chàng trai tên là Hikozo. Ngày ngày chàng lên rừng kiếm củi từ sáng sớm, nhưng cuộc sống của chàng vẫn rất khó khăn. Một hôm, trên đường đi về nhà, Hikozo đi qua một ngôi miếu nhỏ. Hỡi thần linh, con tên là Hikozo, cuộc sống của con khổ cực quá. Mong các ngài hãy cho con xin một lời khuyên để có được một cuộc sống tốt hơn. Khi ra khỏi đây, thứ gì con cầm vào đầu tiên sẽ là chìa khóa để con có một cuộc sống giàu sang sau này. Hãy nhớ kỹ điều đó. Thần linh thật sự đã nghe thấy lời thỉnh cầu của mình. Cảm ơn các ngài rất nhiều. Hả? Cái gì đây? Cọng rơm à? Thứ gì con cầm vào đầu tiên sẽ là chìa khóa để con có được cuộc sống giàu sang sau này. Hãy nhớ kỹ điều đó. Cái này thì có ích gì chứ? Mặc dù vậy, nhưng Hikozo trên đường trở về nhà vẫn cầm cọng rơm trên tay phe phẩy được một lúc. Con cánh cam từ đâu bay đến đậu vào cọng rơm trên tay Hikozo. Dù chàng có đuổi thế nào thì nó cũng không bay đi. Cuối cùng, Hikozo quyết định buộc luôn nó vào cọng rơm rồi vui vẻ đi tiếp. Thôi nào con trai, nín đi con. Lát nữa về nhà, rồi mẹ sẽ mua cho con món đồ chơi khác đẹp hơn nha. Không, con không chịu đâu. Con muốn có con cánh cam đó. Này, đợi đã anh dì ơi. Chị gọi tôi hả? Có chuyện gì vậy? Anh có thể nhượng lại con cánh cam này cho con trai tôi được không? Là con cánh cam này sao? Đó là của các vị thần ban cho tôi. Nhưng nếu chị muốn thì hãy cầm lấy. Cảm ơn chàng trai tốt bụng. Hãy cầm lấy mấy quả quýt này ăn dọc đường cho đỡ khát nước. Cảm ơn chị. Mệt quá, khát nước quá. Ta không thể đi nổi nữa. Mau đi kiếm cho ta chút nước về đây đi. Tiểu thư à, người cố gắng một chút được không? Ở xung quanh đây thì kiếm đâu ra nước bây giờ? Đúng vậy thưa tiểu thư, cố lên. Nhưng ta thật sự không thể đi được nữa rồi. Họ nói đúng đấy, xung quanh đây không kiếm được nước đâu. Tôi có vài trái quýt này, nếu không chê, mọi người có thể dùng tạm. Ôi chàng trai, cảm ơn chàng, chàng thật là tốt bụng. Nếu vậy thì chàng hãy cầm ba cuộn vải này thay cho lời cảm ơn của ta. Hikozo nhận ba cuộn vải từ vị tiểu thư nọ, rồi tiếp tục trên đường trở về nhà. Đi được một đoạn, chàng đến một bến sông. Trên thuyền đã được chất đầy hàng hóa rồi. Chúng ta không thể mang theo con ngựa này lên được nữa. Không lẽ chúng ta phải bỏ mặc nó ở đây sao? Đúng vậy, không còn cách nào khác. Các anh, nếu anh không phiền, xin hãy để lại con ngựa này cho tôi. Đổi lại, tôi sẽ đưa cho các anh hết chỗ vải này. Được, vậy thì con ngựa này từ nay sẽ là của cậu. Mọi người hãy nhanh tay lên một chút. Chúng ta còn rất nhiều đồ cần chuyển nữa. Thưa ngài, hiện nay ta đang bị thiếu xe và ngựa để có thể chở được tất cả số đồ còn lại. Nếu không tìm được, tôi e rằng chúng ta phải mất thêm 2 ngày nữa để chờ ạ. Không được, chúng ta đã chậm trễ quá rồi, không thể chờ được nữa. Này chàng trai trẻ, hiện giờ đang có việc cần gấp, có thể cho ta con ngựa đó được không? Chúng ta phải đi nhanh về miền đông và cần một con ngựa khác để chở hành lý. Nếu cậu đồng ý, ta để lại căn nhà và ruộng lúa cho cậu chăm sóc cho tới khi ta quay về. Được chứ, nếu ngài có việc cần thì cứ dùng con ngựa này đi. Còn nếu ngài cần một người ở đây giúp chăm sóc nhà cửa và ruộng lúa, thì tôi sẽ sẵn sàng giúp. Cảm ơn cậu chàng trai trẻ. Kể từ hôm đó, Hikozo ở lại lâu đài để giúp trông nom và chăm sóc ruộng lúa cho vị samurai kia. Nhưng rồi vị samurai ngày nào từ miền đông vẫn không quay về. Và tòa lâu đài lớn thuộc về Hikozo cộng thêm cánh đồng lớn thu về được rất nhiều hoa màu, nên Hikozo ngày càng trở nên giàu có. Từ đó, mọi người gọi Hikozo là triệu phú cộng rơm, vì anh trở nên giàu có từ một cọng rơm.
cha không ăn thịt đâu. Bố, bố định đi đâu thế ạ? Nằm nhà lâu quá rồi. Bố định đi ra đồng mót ít cua. Thằng cu Tí nó thích ăn canh cua lắm. Ấy chết, bố không được đâu. Bố còn đang ốm phải dưỡng sức, lại còn đau thấp khớp nữa. Bố ở trong nhà nghỉ ngơi, đừng đi ra ngoài nữa. Hôm nay bố... Bố thương chúng con. Thương cháu thì bố cứ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đi ạ. Khi nào bố khỏe hẳn thì chúng con không dám cản ạ. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang băm thịt con à. Sắp tới giờ cơm chiều rồi. Hoan hô mẹ, chiều nay lại được ăn thịt rồi. Lâu lắm rồi con mới được ăn thịt đấy. Tí à, nhà mình nghèo, dành dụm mãi mới mua được ít thịt cho nội ăn. Nội mới ốm vậy, cần được bồi dưỡng nhiều hơn con à. Dạ, con hiểu rồi ạ. Cụ Tí của mẹ ngoan quá. Ơi, sang nhà Tèo chơi thôi. À, mà mẹ dặn mình phải ở nhà trông ông. Ông nội ơi. Cụ Tí, cháu học xong rồi à. Nào, lên đây ngồi với ông nào. Dạ vâng. Cụ Tí ngoan của ông. Thằng bé sao dạo này gầy thế? Toàn thấy xương sườn thôi. Ông ơi, ăn mau khỏe để chơi với cháu nhé. Ông cháu mình sẽ ra ngoài để thả diều. Ông hứa ông sẽ mau khỏe thôi. Vâng, cháu thích lắm. Giống bạn Tèo ấy, hay được ông bạn ấy chở đi chơi lắm. Bố ăn thức ăn đi ạ. Nào, cụ Tí của ông, cháu ăn thịt đi cho trông lớn cháu nha. Mấy nay cháu gầy quá. Ông ơi, cháu không ăn đâu. Sao lại không ăn? Cháu... Bố ăn đi ạ, kệ cháu nó. Ông ăn đi ạ. Dạo này cháu không thích thịt tí nào hết. Cháu thích ăn rau cơ. Cụ Tí ngoan, ăn thịt rồi ông gấp rau cho. Ông ăn đi thì cháu mới ăn. Được rồi, cháu ăn trước đi rồi ông ăn. Chúng nó vất vả quá. Mình đã không làm được gì, lại nay ốm mai đau, mất bao nhiêu thời gian và tiền bạc của các con. Có gì ngon ngọt cũng lại dành hết cho mình. Cứ thế này thì tội cho chúng nó quá. Thưa thầy, tình hình sức khỏe của cha tôi thế nào ạ? Sức khỏe của ông nhà cũng khá hơn rồi. Cụ cần nghỉ ngơi và điều trị một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Vâng, thế thì tốt quá ạ. Mà này, anh chị nhớ cho, đợt này kiêng cho cụ ăn những thức ăn có nhiều chất như là thịt cá nha. Sao lại vậy ạ? Cha cháu phải tẩm bổ vào thì mới nhanh khỏi bệnh được chứ ạ. Biết là vậy rồi, nhưng với loại thuốc mà tôi đang cho uống có nhiều thành phần kỵ với đạm, sợ ăn vào người sẽ không lợi. Dạ, thầy Lang đã nói vậy thì chúng cháu xin nghe ạ. Thôi tôi về đây, 2 tuần nữa tôi sẽ khám lại. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Mình ơi, hôm nay thầy Lang hẹn qua khám cho cha. Ta về nhà xem thầy Lang đã tới chưa. Tôi thấy sốt ruột quá à. Không biết tình hình thế nào rồi. Ừ, vậy thôi nghỉ ở đây, mai làm tiếp. Lần này tôi không thể nói như lần trước được đâu. Ông không chịu ăn uống tẩm bổ thì sao có sức khỏe được. Đai mạch của ông vẫn yếu lắm. Lương tâm của người chữa bệnh không cho phép tôi nói như thế. Tôi không thể nói dối tiếp nữa đâu. Tôi biết. Nhưng xin thầy, nhà tôi, chúng nó vất vả với tôi quá. Miếng ngon nào cũng dành cho cha thì sao có sức mà làm lụng cơ chứ. Lại thêm thằng cháu cứ mỗi lúc một gầy, xương sườn nhô ra. Tôi làm ông không đành lòng thầy ạ. Tôi thương con, thương cháu tôi quá. Cha, dù cho chúng con vất vả thiếu thốn chút, nhưng cha được đủ đầy khỏe mạnh thì chúng con có xá chi đâu. Chúng con chỉ có một ao ước là mỗi sáng thức dậy vẫn được thấy cha khỏe mạnh và minh mẫn, làm chỗ dựa tinh thần cho cả nhà. Được thế thì dù vất vả mấy, chúng con cũng thấy hạnh phúc lắm. Cha đừng nghĩ ngợi gì cha nhé.
thật nhiều, còn mau khỏe, để còn chơi nhiều với cháu. Ừ, ông biết rồi, cháu ngoan. Tuy bệnh tật dày vò, nhưng ông ấy thật có phúc khi có con cháu tận hiếu đến như thế. Kẻ hà tiện và người hào phóng. Ngày xưa, ở một thị trấn nọ, có một kẻ hà tiện và một người hào phóng cùng chung nhau một cửa tiệm tạp hóa. Mỗi khi bán hàng cho khách, kẻ hà tiện thường ăn bớt một chút đồ của khách, trong khi người hào phóng thì ngược lại. Này anh, bán hàng mà cứ bớt sáng của khách như thế là không nên đâu. Cách bán hàng của anh mới là không nên. Anh bán mà toàn thêm cho khách thì chúng ta còn bao nhiêu là lãi chứ? Chúng ta vẫn có lãi đấy chứ. Bán hàng mà cứ bớt của người ta đi thì rồi người ta cũng không mua của mình nữa đâu. Tôi và anh không hợp bán hàng chung với nhau đâu. Hay là chúng ta chia cửa hàng ra đi. Tôi bán với một người như anh á, tôi cũng khó chịu lắm. Ừ, thì tùy anh vậy. Nếu anh muốn chia ra thì chia. Tôi cũng chả muốn ở đây bán hàng chung với anh nữa đâu. Anh trả tôi tiền một nửa cửa hàng này, tôi sẽ đi. Ờ được, vậy thì cứ làm như thế đi. Vậy là họ chia nhau của cải. Kẻ hà tiện lấy cửa hàng và đồ đạc, còn người hào phóng thì cầm tiền và ra đi. Người hào phóng cứ đi suốt ngày suốt đêm, tiện đâu ngủ đó. Rồi một ngày, anh ta tới gần một thành phố. Ôi trời ơi, vậy là mình không kịp vào thành phố thì trời đã tối rồi. Có lẽ phải tìm chỗ nào đó để ngủ lại, rồi sáng mai vào thành phố thôi. Ồ, kỳ có đống rơm thật là ấm áp, ta có thể đi ngủ đêm nay rồi. Chúng mày biết không, trong cung điện, hoàng tử đang bị ốm đó. Nhà vua đã cho mời những thầy lang giỏi nhất đất nước, nhưng mà vẫn chưa chữa được bệnh cho hoàng tử. Nhà vua tức giận đã nhốt tất cả các thầy lang vào ngục rồi. Có cách chữa mà, họ không biết đó thôi. Vẫn có cách à, cách gì thế? Lấy một ít dầu đun cho ấm lên, rồi xoa vào lòng bàn tay của hoàng tử là hoàng tử sẽ khỏi thôi. Lại một thầy lang nữa bị bắt và nhốt vào ngục vì không chữa được bệnh của hoàng tử. Này các bác ơi, cho tôi hỏi, sao thành phố mình có chuyện gì mà toàn cảnh bắt bớ thế này chứ? Anh chắc từ nơi khác tới nên không biết. Hoàng tử đang lâm trọng bệnh, sắp mất rồi. Nếu hoàng tử mất thì có thể nhà vua sẽ cho những thầy lang chữa bệnh phải chết theo. Mình muốn chữa bệnh cứu hoàng tử và cứu cả những thầy lang kia. Nhưng liệu những lời của ba chú dê hôm qua nói có đúng không ta? Nếu không đúng thì mình cũng sẽ bị nhà vua xử tội chết mất. Nhưng cứu người không thể chậm trễ được, mình sẽ liều một phen xem sao. Tôi có thể chữa khỏi cho hoàng tử, hãy đưa tôi vào cung. Người nói thật chứ, người có thể chữa bệnh được cho con trai của ta sao? Nếu như người không chữa được thì sẽ phải chịu tội chết. Còn nếu người chữa được thì ta sẽ ban cho người rất nhiều vàng bạc. Nào, hãy mau tới chỗ con trai ta đi. Xin bệ hạ, hãy cho người mang một chút dầu được đun ấm lên đây cho thần ạ. Các người, hãy mang dầu đun ấm lên đây. Cha, con đã ngủ bao lâu rồi ạ? Con trai ta đã khỏe lại rồi, người đâu, mau lấy vàng bạc ban thưởng. Thưa bệ hạ, thần không cần vàng bạc đâu ạ, chỉ xin bệ hạ hãy tha cho các thầy lang thôi ạ. Người thật có tấm lòng nhân ái và cao thượng. Thôi được, ta sẽ thả các thầy lang ra, nhưng vẫn sẽ ban thưởng cho ngươi. Được nhà vua ban thưởng rất nhiều vàng bạc, người hào phóng mở một cửa hiệu thật lớn ở thành phố. Vì vốn tính hào phóng, bán hàng rẻ nên cửa hiệu của anh ta rất đông khách. Việc làm ăn ngày càng khấm khá. Trong khi đó, cửa hàng lâu nay chẳng có khách gì cả, có lẽ mình phải đi tìm hiểu xem sao. Này chú muốn đi tìm hiểu xem tại sao cửa hàng của chú không có khách à? Muốn tìm hiểu thì lên thành phố kia kìa, có một cửa hiệu đông khách lắm à. Tiếng đồn lan tới tận thị trấn này rồi, mọi người khắp nơi đổ về đó mua hàng luôn ấy. Hả? Thật vậy hả bác? Tôi phải đi lên thành phố một chuyến xem sao. Hả?
Thằng kia chẳng phải là anh bạn bán chung cửa hàng với mình trước đây sao? Làm thế nào mà anh ta có thể được như vậy chứ? Kìa ông bạn, lâu lắm rồi mới gặp lại. Vào đây thăm cửa hàng của tôi đi. Ở lại đây với tôi một tuần nha. Tôi sẽ đưa anh đi chơi thành phố. Ôi, ông bạn vẫn nhận ra tôi à? Cảm ơn tấm lòng hào phóng của bạn. Chúng ta dù sao cũng là chỗ thân tình mà. Anh bạn có thể cho tôi biết tại sao anh lại mở được cửa hàng to thế này và trở nên khá giả thế này chứ? Chuyện là như thế này. Hồi tôi từ bỏ cửa hàng của chúng ta để lên thành phố. Anh quả là người gặp may. Vậy tất cả cũng chỉ là do anh may mắn thôi đấy chứ. Thôi tôi đi về nha. Khi nào lên thành phố thì lại tới đây với tôi. Vâng, cảm ơn anh đã tiếp tôi rất chu đáo. Kia rồi, ở kia hẳn là đống rơm mà anh bạn mình đã nằm ngủ. Chúng mày ơi, hôm nay thành phố chúng ta có chuyện gì mới không? Nói nhỏ thôi, kẻo có người nghe thấy đó. Lần trước chúng ta nói chuyện, có kẻ chui trong đống rơm đã nghe thấy và chữa bệnh cho hoàng tử đó. Nếu vậy, để tôi đi kiểm tra xem có ai trong đống rơm không, rồi chúng ta hãy nói chuyện cho thoải mái. Trời ơi, chạy, nóng quá, cứu tôi với. Thôi, anh cứ nghỉ ngơi đi cho lại sức. Vết bỏng trên người rồi cũng sẽ khỏi thôi, đừng lo. Nếu tôi không tham lam thì cuộc đời tôi cũng không ra nông nỗi này rồi. Giờ thì tôi đã hiểu mọi chuyện. Vì tham lam ăn bớt ăn xén hàng của khách nên cửa hàng tôi mới không có ai tới mua hết. Cũng tại tham lam nên tôi mới bị đốt suýt chết như vậy nè. Anh đừng có suy nghĩ nữa. Cứ chữa khỏi bệnh rồi ở đây bán hàng cùng tôi. Anh hiểu ra rồi thì từ nay chúng ta lại có thể làm việc chung được rồi. Anh tốt quá, anh đúng là người hào phóng. Người như anh luôn gặp may mắn cũng đúng thôi. Từ nay tôi sẽ noi gương và học tập anh. Mưu ông cụ siêu ruột. Ngày xưa, ở vùng Khmer có một làng nhỏ của người Bru thuộc dân tộc Vân Kiều đang rất bình yên. Mọi người trong làng thường sinh sống bằng nghề bắt cá ở các khe suối. Bỗng một hôm, xuất hiện một con quỷ chuyên ăn trộm cá của dân làng. Hôm nay có được con cá nào không? Hay lại mất hết như mọi hôm thế? Chả còn con nào. Thế là con quỷ lại ăn hết cá rồi. Hôm nay cả nhà lại đói cái bụng thôi. Con quỷ lại ăn hết cá của nhà bác hả? Cụ ruột ơi, nhà tôi không được ăn cá cả tháng nay rồi. Hễ đặt bẫy đánh được con cá nào lại bị con quỷ ăn hết. Con quỷ thật tai quái. Nhà tôi cũng mất hết cá từ ngày có con quỷ. Dân làng ta có bao giờ được no ấm đâu. Mọi người đang nói tới con quỷ phải không? Đến phải bỏ làng mà đi nơi khác làm ăn thôi. Con quỷ dữ quá, không ai làm gì được. Tôi nhất định phải tìm cách tiêu diệt con quỷ này giúp dân làng. Cụ ơi, cụ thì làm gì được con quỷ chứ? Cả làng này chả ai dám động đến nó. Trai tráng trong làng còn phải sợ thì cụ làm được gì? Thôi, chúng ta đành chịu thôi. Không thể được. Nếu không tìm cách tiêu diệt nó, nó sẽ hoành hành ngôi làng này tới khi chúng ta chẳng còn gì mà ăn mất thôi. Nhưng cụ sức yếu, chả làm gì được con quỷ đâu. Ông ơi, ông đi bắt con quỷ thì cho cháu đi với. Con quỷ ác lắm, cháu cứ ở nhà để ông đi bắt quỷ. Ông già rồi mà không sợ quỷ, cháu cũng không sợ, cháu sẽ đi cùng ông. Ông cụ siêu ruột và cháu quyết tâm lên suối để bắt quỷ, dù mọi người trong bản can ngăn và lo sợ cho hai ông cháu. Riêng ông cụ siêu ruột tin vào kế hoạch bắt quỷ của mình. Ông ơi, hình như con quỷ sắp tới đó ạ. Nếu cá vào đơm, nó sẽ tới. Sau đó mình sẽ làm gì hả ông? Nghe này.
Ông ơi, nó to quá. Không sợ, cứ làm theo cách này của ông đã bày. À! Ta đã nhìn thấy hai ông cháu nhà ngươi rồi. Ta ăn cá xong sẽ ăn thịt hai ngươi thì mới đo được. Các ngươi làm gì đấy? Tôi đang đóng can dao. Các ngươi làm gì đấy? Chúng tôi vẫn đang đóng can dao. Đóng can dao gì mà nhiều thế? Tại can dao to cho nên đóng nhiều. Can dao này to bằng tay con hổ, lưỡi dao dài như cổ con nai. Ngươi đóng dao to thế để làm gì? Chúng tôi đóng dao to để chặt cây gai. Chặt cây gai để làm gì? Để lấy vỏ cây làm dây thừng. Mày làm dây thừng to thế để làm gì? Để bắt con lợn rừng. Bắt lợn rừng đâu cần phải dây to thế. Con lợn rừng này to lắm, thân nó dài tới nỗi đi từ đuôi của nó lên tới đầu, phải hết một ngày. To như vậy thì làm gì có nồi luộc vừa? Có chứ, ta đã làm nồi để luộc rồi. Chiếc nồi này to lắm, có thể luộc cả hai con lợn rừng như thế cũng vừa. Nồi ta cũng đã đổ sẵn nước. Có chiếc nồi đó sao? Ngươi để chiếc nồi đó ở đâu? Ta để ngay đây thôi. Nồi đâu? Nồi đây. Mày đang làm gì đây? Tôi đang thổi lửa để luộc những thứ trong nồi. Trong nồi của mày có gì? Mày không nhìn thấy mày đang đứng trong nồi đó sao? Tao đang luộc mày đó. Đúng là chúng nó đang luộc mình thật. Trời ơi, mình đang đứng trong nồi này. Ông ơi, con quỷ đã rơi xuống vực mà chết rồi. Thôi, ông cháu mình trở về làng thôi. Từ nay dân làng mình lại được yên ổn mà sống rồi. Nhờ có sự mưu trí của ông cụ Si Ruột, dân bản không bị con quỷ quấy nhiễu và ăn trộm cá nữa. Mọi người có được cuộc sống ấm no và bình yên. Ông Si Ruột được người dân tôn kính và bầu làm trưởng bản. 6 sen tiền thừa. Bộ phim này dựa trên một câu chuyện có thật tại Dresden, thủ phủ của bang Saxony, nước Đức. Anh chắc là gần đây có siêu thị chứ? Tôi vừa hỏi nhân viên khách sạn rồi, họ bảo thế mà, tin tôi đi. Kia rồi. Chuyến du lịch này của chúng ta còn kéo dài đấy. Anh tranh thủ chọn đồ đi David. Đi siêu thị mà anh chỉ mua được 2 bao thuốc thôi sao? Chủ yếu là đi cùng anh mua đồ chứ, tôi cũng đầy đủ rồi, chỉ thiếu mỗi thứ này thôi. Của anh hết 6,2 euro à? Cảm ơn cô. Có chuyện gì vậy, Marie? Có trục trặc gì đó bên hệ thống rồi. Quản lý sẽ xuống giải quyết. Dừng hình lại cho tôi. Thưa giám đốc, chúng tôi đã rà soát lại hết camera và đã tìm ra hình ảnh của người đó. Đây là tờ rơi được in ra, tôi sẽ cho dán bên ngoài siêu thị và các nơi lân cận. Nhưng tôi e là khó ạ, vì đây là thành phố du lịch, anh ta lại là người nước ngoài, chắc cũng chỉ lưu lại đây ít hôm thôi. Khó mấy, chúng ta cũng phải tìm ra bằng được anh ta. Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức ạ. Ây,
chúng ta đi ngược đường rồi. Quảng trường nằm ở hướng đằng kia cơ. Dậy, dậy đi. Đã sáng chưa mà anh gọi tôi thức dậy sớm thế? Hôm nay đoàn sẽ đi tham quan trường đại học Redden. Anh dậy mà chuẩn bị đi chứ. Hôm qua tôi uống hơi nhiều nên giờ mệt quá. Mấy giờ xuất phát ấy nhỉ? Khoảng 9 giờ, ăn mặc chỉnh tề vào nha. Thôi chết, cái cà vạt của tôi bị loang màu rồi. Làm thế nào bây giờ? Anh xem còn cái nào không, chứ như thế sao dùng được. Tôi chỉ mang có một cái thôi. Anh chuẩn bị đi nha, tôi chạy ù sắp lết, mua rồi về luôn. Hôm trước có thấy đối chiếu hình đâu? Chẳng lẽ dùng biện pháp này để trợ giúp cục cảnh sát tra tìm tội phạm truy nã sao? Thanh toán cho tôi cái này với. Đúng là anh này rồi. Nè, tôi không phải là tội phạm đâu nha. Các người định làm gì tôi? Xin lỗi anh, mời anh dùng nước à? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chào anh. Tôi là quản lý của siêu thị này. Chào anh. Cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được anh. Chắc anh thấy được tờ rơi chúng tôi dán bên ngoài siêu thị vỡ xe buýt nên quay lại đúng không? Tìm tôi ư? Tìm tôi làm gì? Tờ rơi nào? Đây này. Hóa ra những tờ rơi dán ngoài cửa siêu thị đều là hình của tôi à? Các người tìm tôi làm gì? Cách đây 2 ngày, anh đã đến siêu thị của chúng tôi mua 2 bao thuốc lá David Dup. Và lúc đó nhân viên bán hàng đã thu của anh 6,2 euro, đúng không? Vâng, như thế có gì sai sao? Đúng là đã có sai sót. Nhưng tôi đã vi phạm điều lệ gì ở đất nước này ư? Vì thế mà các người giữ tôi lại sao? Anh nghe tôi nói đã, theo quy định của siêu thị thì từ 8 giờ 15 trở đi, mỗi bao thuốc lá nhãn hiệu David Dup sẽ được giảm giá 3 cent. Thế thì sao chứ? Thời gian tính tiền của anh lại là 8 giờ 15 phút 17 giây, nghĩa là nằm trong khung giờ được giảm giá. Nhưng khi ấy máy tính tiền của siêu thị lại bị trục trặc mất 30 giây, nên đã không thể kết nối kịp thời dữ liệu. Chúng tôi thành thật xin lỗi anh. Thế mà tôi tưởng có chuyện gì chứ? Chúng tôi đã phải check lại camera, in hình của anh dán khắp nơi. Hy vọng anh đọc được và quay lại với siêu thị của chúng tôi. Và rất may là hôm nay anh đã trở lại đây. Chỉ là 6 cent thôi mà, cũng sao đâu, tôi có việc phải đi rồi. Tôi còn chưa nói xong mà. Đây là 6 cent, chúng tôi gửi lại anh số tiền thừa. Sao cơ, trả lại tôi ư? Vâng, chúng tôi đã làm sai, thì phải có trách nhiệm xin lỗi và bù đắp thiệt hại cho khách hàng. Mong anh nhận lại cho. Các anh làm đủ biện pháp tìm kiếm tôi, chỉ để trả lại tôi 6 cent này sao? Chúng tôi rất vui mừng vì đã tìm lại được anh và trả lại cho anh số tiền thừa này. Thì cũng là quy định và trách nhiệm bắt buộc chúng tôi phải làm để tránh ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng. Hy vọng là anh sẽ có chuyến du lịch vui vẻ và lần sau anh vẫn tiếp tục mua sắm ở siêu thị của chúng tôi. Chắc chắn rồi, cảm ơn anh. Con người ở đây đúng là đầy trách nhiệm và nghiêm túc, một thái độ sống rất đáng trân trọng và học hỏi. Chuyến du lịch này thực sự ý nghĩa quá. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!